tưởng tượng xem giấc mơ của bạn đang ở chốn nào. Khi đã xác định được đó là điểm đến, thì hãy khóa chặt phương hướng, giữ vững niềm tin. Chuẩn bị, lao đi, xuyên qua rừng rậm mênh mông, bước qua vùng đất đầy sự tuyệt vọng, sống sót qua cơn bão, qua tầng tầng lớp lớp mưa lạnh cống. Còn lại phía trước là một hiện thực tàn nhẫn. Nơi đó rốt cuộc là mộng tưởng hay là vọng tưởng, luôn bị đánh thức vào chính lúc này, lay động sức mạnh mặt đất để một lần nữa kiên định. Tưởng tượng ra con cá đang bay và con chim đang bơi, bạn làm nên kỳ tích của chính bạn. Luôn bị đánh thức vào chính lúc này. Bạn làm nên kỳ tích của chính bạn. Nơi đây chính là vùng đất mộng tưởng của bạn. Liên minh siêu nhân vui vẻ. Liên minh các hành tinh. Quyết chiến rừng sương mù phần 1. Chúng ta thật sự phải đi con đường này sao? Nghe nói nơi này có quái vật xuất hiện. Sẽ không có quái vật đâu. Con đường này gần hơn. Nếu em sợ thì để anh mở nhạc. Sao anh lại mở nhạc này? Giờ em lại càng sợ hơn nữa. Xin lỗi, anh bấm nhầm. Đổi bài khác. Được cứu rồi. Có gì đáng sợ chứ? Chỗ này làm gì có quái vật? Em nhìn anh đây. Ở đây chẳng có gì cả. Ở đây không có. Đừng tự dọa chính mình nữa. Ở đây chẳng có gì cả. Rừng sương mù. Sao lại là chỗ này? Tìm người mất tích. Phải làm sao đây? Lại có người mất tích rồi. Không biết ai mới có thể cứu chúng ta đây. Là tôi. Đợi tôi tới cứu. Xem ra người đó không phải anh ta. Xin chào, chúng tôi muốn hỏi thăm một chuyện. Chuyện đó, lẽ nào hai người là... Ông chủ, sao 10 giờ ăn miễn phí là thật hả? Phải. Xin hỏi, đến rừng sương mù đi thế nào? Rừng sương mù? Xin hỏi, có ai đưa chúng tôi tới rừng sương mù được không? Ông chủ, ông sao vậy? Trong rừng có quái vật. Quái vật? Trong rừng sương mù có một con quái vật. Từng có một thiếu niên anh dũng hy sinh vì muốn giải quyết con quái vật đó. Nhờ cô ấy mà 5 năm nay con quái vật đó không xuất hiện để hại người nữa. Nhưng không ngờ gần đây nó lại xuất hiện. Ông chủ, yên tâm đi. Chúng tôi là thực tập sinh của Liên minh siêu nhân. Nhiệm vụ lần này chính là tới giải quyết chuyện này. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ giúp hai người. Đây là bản đồ sao? Không, đây là để hai người viết di chúc.
Chúng tôi nên đi về phía nào mới tới được rừng sương mù? Có thể tìm thấy bản đồ trên thông báo tìm người. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận. Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nguy rồi. Nguy rồi cái gì? Tôi quên ăn sáng rồi, giờ bụng đói tới mức sôi lên ùng ục. Cửu à, sao cô lại căng thẳng như vậy? Không có gì. Cậu đừng sơ ý quá, nơi này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Xin lỗi, vừa rồi tôi nói hơi nặng lời. Đợi đã, nơi này rất bất ổn. Cây cối xung quanh trở nên mơ hồ. Là cậu đâm vào mạng nhện trên cây. Cửu, đợi tôi với. Chúng ta đi mau. Sao cậu quay ngược trở lại vậy? Nó sắp đến rồi, chúng ta không thể ở lại đây được nữa. Đừng mà, đừng mà. Sao nhìn vui vẻ? Cậu ở đâu? Ở đâu? Tôi ở ngay sau lưng cậu nè. Cửu, tôi cảm thấy từ sau khi cậu vào rừng sương mù này thì có gì đó khang khác. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không. Cửu, cậu sao vậy? Cậu bình tĩnh chút đi. Cửu, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Đừng, đừng. Cứu đắm vui vẻ. Cứu, cậu sao vậy? Cẩn thận. Cửu, cậu mau tỉnh lại đi. Cậu mau đi đi, cứ mặc kệ tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc cậu một mình đâu. Bà mơ răng vui vẻ. Cửu, anh trai, đừng đi. Đây là huy hiệu của Liên minh siêu nhân. Đây nhất định là vật cực kỳ quan trọng đối với Cửu. Cho nên cô ấy mới mạo hiểm quay lại nhặt. Tránh ra. Đừng đi. Tránh ra. Thank you.
Anh trai, anh trai, đợi em với. Anh trai, em ở đây đợi anh. Anh sẽ quay lại ngay. Đừng đi. Anh trai. Anh trai. Cậu đã tỉnh lại. Sắc mặt cậu vừa rồi rất khó nhìn. Có phải gặp ác mộng không? Cửu à, có phải cậu đã từng gặp chuyện gì ở đây không? Thật ra anh trai tôi đã hy sinh ở chính chỗ này. Liên minh siêu nhân vui vẻ. Liên minh các hành tinh. Quyết chiến rừng sương mù phần 2. Chúng tôi là thực tập sinh của Liên minh siêu nhân, tới đây để giải quyết chuyện này. Tôi sẽ không bỏ lại cậu một mình. Thật ra anh trai tôi đã hy sinh ở chính nơi này. Liên minh siêu nhân, mình nhất định sẽ thi đỗ. Uy lực của chiêu này vẫn chưa đủ lớn. Ngày mai phải cố gắng hơn mới được. Luyện tập lâu như vậy vẫn chưa được. Anh, anh trai, anh vẫn đang luyện tập hả? Muốn gia nhập Liên minh siêu nhân phải luyện tập chiêu thức tốt hơn mới được. Cả ngày chỉ biết nói về Liên minh siêu nhân, chẳng có thời gian chơi với em. Đừng giận, anh có quà tặng em nè. Hình như em đã thấy biểu tượng này ở đâu rồi. Đây là quân chương của Liên minh siêu nhân. Lại là Liên minh siêu nhân. Liên minh siêu nhân là nơi tập hợp tất cả những người chính nghĩa mạnh nhất trong toàn vũ trụ. Anh nhất định có thi đỗ vào đó. Phải, em đã nghe anh nói rất nhiều lần rồi. Long, chúng tôi cần cháu giúp đỡ. Sẽ ra chuyện rồi. Lại có người sau khi vào rừng sương mù thì không quay lại nữa. Nghe đồn trong đó có quái vật. Rất nhiều người sau khi vào đó đã bị nó tấn công. Không thể để nó tiếp tục hại người nữa. Hy vọng cháu có thể giúp mọi người. Vâng. Cầm đi. Chúng ta đi thôi. Chúng ta phải vượt qua dòng sông đến rừng sương mù. Để tôi giúp anh. Cái thùng này nhẹ nhất cũng phải nặng 100 kg. Nói bậy, mình đâu có nặng tới như vậy. Hành động tiêu diệt quái vật lần này, chúng ta đã mời Thiếu Hiệp Long tới giúp đỡ. Hy vọng mọi người dốc sức phối hợp với Thiếu Hiệp Long tiêu diệt quái vật, thắng lợi trở về. Được. Đến nơi rồi. Mau cầm vũ khí, tốc độ nhanh một chút, nhanh lên. Ah!
ơi. Mau chạy đi. Nó đã bị thương nặng ở lưng, mau tấn công vào đó. Em gái, em gái. Anh trai. Em ở đây đợi anh. Anh sẽ quay lại ngay. Anh trai, đừng đi. Tiểu cửu ở bên này, mọi người mau tới đây. Tiểu cửu, cháu không sao chứ? Chúng tôi muốn nói với cháu, thiếu hiệp Long đã... Là anh trai cháu đánh thắng con quái vật phải không? Không đánh thắng hả? Không sao, nhưng chắc chắn đã đuổi quái vật đi rồi. Tiểu cửu, anh trai cháu đã... Anh trai sẽ không sao đâu. Anh ấy còn phải thi vào Liên Minh Siêu Nhân. Ngày nào anh ấy cũng cố gắng luyện tập. Anh ấy giỏi lắm. Anh ấy... Đây là huy hiệu của Liên Minh Siêu Nhân. Liên Minh Siêu Nhân là nơi tập hợp tất cả những người chính nghĩa mạnh nhất trong toàn vũ trụ. Anh nhất định phải thi đỗ vào đó. Anh trai, chúng ta cùng thi vào Liên Minh Siêu Nhân nha. Thì ra cô ấy vì anh trai nên mới cố gắng thi vào Liên Minh Siêu Nhân như vậy. Vết sẹo đó. Cú đấm vui vẻ. Tinh thần, không phải cậu còn phải thay anh trai thi vào Liên Minh Siêu Nhân sao? Sao cậu có thể bỏ cuộc ở đây chứ? Anh trai cậu nhất định cũng hy vọng
cậu có thể khắc phục quá khứ, chiến thắng nỗi sợ. Anh trai, em hiểu rồi. Cử, tôi biết nhược điểm của nó rồi, giúp tôi cầm chân nó. Cử à, cậu giỏi lắm. Làm sao cậu biết được nhược điểm của quái vật vậy? Trước kia nó bị anh trai tôi làm bị thương. 5 năm nay chắc do vết thương quá nặng nên nó trốn đi dưỡng thương. Cho nên nếu tấn công vào vết thương nhất định sẽ khiến nó bị thương nặng. Anh trai cậu sẽ tự hào về cậu. Anh trai, em nhất định sẽ thi được vào Liên minh siêu nhân.